hai. Cho tụi em một cơ hội nữa đi anh hai. Tụi em cũng cố gắng hết sức rồi mà. Nhưng mà anh hai, lần sau tụi em sẽ làm tốt hơn anh hai. Anh hai cho em một cơ hội nữa đi anh hai. Cơ hội là cơ hội sao? Hả? Dạ. Lần này tụi em cũng không có ngờ tới tụi nó đánh lén như vậy. Anh hai bỏ qua cho em lần này nha anh hai. Anh hai, em biết em sai anh hai, lần sai sao không có gấp gáp gì. Em sẽ đợi lệnh của anh hai. Anh hai tha cho em anh hai. Bao nhiêu lần rồi hả? Ây, anh hai, có cái địa bàn gì không chứ? Có cái địa bàn gì không chứ? Tha cho em anh hai. Cho tụi mày vô dụng rồi còn bao nhiêu lần nữa? Ôi anh hai, tha cho em anh hai. Anh hai đừng giận tụi nó nữa. Tụi nó cố hết sức rồi. Với lại lần này á, dịch trời nó cao tay, nó gài người vô, cho nên tụi nó mới thua. Coi như anh cho mày thêm một mạng để mày sửa sai. Cảm ơn anh hai. Đưa anh vô trọng rồi. Mày mốt có gì phải nói. Tụi dịch trời nó rất là gian xảo, mày hiểu không? Mày mốt làm gì phải cẩn thận, có gì là phải kêu tao liền. Tại cái trận tới xui thôi chứ cỡ mình tụi nó có đầu ngán. Mày hay quá. Nó đi một mình á, rồi ôm đầu máu về. Mà cố lên. Mà chắc em chịu hết nổi. Cúc, Cúc mày đừng bỏ anh Cúc. Em nặng quá. Cúc ơi, Cúc. Ủa? Anh có đỡ em không vậy? Cái này là mày đỡ tao. Chị nãy giờ nặng chứ. Cái mới là tao đỡ mày. Dạ. Đừng. Bình tĩnh. Đau. Để em tự đi. Rồi anh. Để đó. Tao lo cho mày không được hay sao? Cầu thang kìa, té rồi sao? Thằng. Thôi mày, nhưng mà. Từ rồi nhỏ tới giờ tao lo cho mày thì bây giờ tao vẫn lo cho mày. Hiểu chưa? Đi. Em bởi vì em cũng thương anh nát nhất á. Cố lên. Giờ có ai lo em đâu. Ừ. Có chừng cầu thang nha. Trời ơi, con kiến má nó cắn người chiến lửa. Mai mốt là tao sẽ. Ê, chú. Cái thằng. Tụi bay lấy cái khăn lau liền cho tao ướt à, ướt cầu thang nhanh, có lẽ đi rồi đưa nó đi bệnh viện. Trời ơi bà chân, lo cho nó từng bước đi. Kim Cúc sao rồi? Dạ, miệng nó máu không, em đưa đi bệnh viện rồi. Ủa? Lẽ nào hồi nãy anh Dung chân trúng miệng nó luôn ta? Chính xác luôn anh hai. Nãy anh lỡ trúng miệng nó máu tè le luôn. Ủa? Mày ủa vậy? Ủa gì mày? Tính chết anh hai hay vậy? Không, anh cũng đáng chết thiệt. Tại anh nóng quá mà. Thôi, cái địa bàn của mình nó giữ không xong rồi, anh cũng quay ấy mà anh không ngờ, anh chỉ muốn đá vô cái phần thịt nó thôi cho nó đau bầm bầm thôi. Cũng phải dạy cho nó để nó rút kinh nghiệm chứ anh hai, đừng tự trách bản thân mình. Em thấy sót lắm.
Anh sợ là sợ nó nội thương, anh đá không trúng miệng mà nó phun ra máu mới chết chứ. Không, không có gì đâu anh hai. Đừng có trách. Ờ à, Nam, nãy có gì muốn nói anh hả? À, dạ không, không có gì. Em xin ra ngồi lau cầu thang ạ. Cầu thang mình dơ lắm hả? Dạ hơi dơ một tí. Sao dơ? Xin buồn thôi. Nhắc chuyện máu mè mới nhớ. Tụi dịch trời, thằng này nó chơi một vố đau quá. Lần sau mà gặp tụi nó, tao lấy cả vốn lẫn lời. Đâu được anh hai, giờ anh hai đang bị bệnh mà. Mấy chuyện nó để tụi em lo cho. Thì thôi để tao dưỡng sức. Dạ. Ấy gọi Đào cho anh đi. Dạ anh hai. Alo. Mày coi mày đều xuống 4-5 đứa cho anh nha. Nuột nuột chút. Càng nãy càng tốt. Tuổi thì không được, 40 không được. Anh hai với tao là phải 45, 45 trở lên. Nhưng mà phải nuột. Phải... Gọi ai? Dạ Đào. Em gọi xuống cho anh hai giải trí. Bậy trời. Bậy. Anh gọi là anh muốn gọi thằng Lộng Đào về để bàn công chuyện. Rồi. Ổng xìu rồi, ổng hết hứng rồi. Nha, vậy nha, bữa sau tao bù. Rồi. Trời ơi, sao em nói à, anh mệt mỏi, anh bệnh hoạn rồi, anh cần dưỡng sức mà tự nhiên thì gọi Đào cho anh là sức đó anh dưỡng. Em tưởng anh hai. Đào 45, 50 tuổi, sao mà anh dưỡng trời. Mấy, mấy lần trước là anh chọn 45, 50 không mà. À, lúc đó anh nhớ bà vú. Anh kêu mấy bả về đấy coi nấu cơm rồi đút cho anh ăn, giống như là cho anh có cảm giác là trở lại thời trẻ con. Trời ơi, sợ hai. Ê, Đào về luôn rồi anh hai. Ủa Đào. Rồi xuống anh cưng. Anh hai à, công việc anh giao em sao rồi? Quên. À, cái chuyện anh giao em hả? Ừ, bên chợ tép á. Giải quyết xong rồi, dẹp tụi nó rồi. Thấy chưa, thấy chưa? Dây cái đúng đàn em của tao chứ trời. Trời ơi, mấy thằng này quá úp sọt nó cái một xong có đâu anh hai. Gấp gãn vậy là tốt, anh thích vậy. Để chờ tép này mình lấy được là ngon á. Vô cả khúc luôn anh hai. Còn cái cánh nào mà kiếm mối anh hai cứ nói em tiếng. Cho mấy đứa nhỏ qua làm luôn. Hôm nay đang cao hứng nè anh hai. Thôi, anh nghĩ hôm nay mày lập chiến công vậy cũng mệt rồi. Giờ nghỉ ngơi thôi ha. Vậy là nay không có đập nhóm nào nữa đâu. Đập gì nữa. Nè đập tao là gây quýnh lộn. Thôi vậy em về nghỉ ngơi. Nói chung là có chuyện gì cứ gọi em tiếng. Em cho tụi nhỏ làm. Dạo này tụi nó nể em lắm. Nể em không thua gì nể anh đâu. Vậy anh đây. Dạ mày. Ừ về đi. Nào nhậu mày. Mày cầm quân tốt lắm anh hai. À, nghe nè bác sĩ. Dạ bác sĩ lành. Dạ chừng nào mổ cũng được. Dạ bác sĩ lành. Dạ. Anh hai, bác sĩ lành nói là có người hiến tim rồi. Bây giờ mổ lúc nào cũng được, nhưng mà phải càng sớm càng tốt anh hai. Trời, phải công nhận bác sĩ lành này cũng giỏi thiệt. Không, bác sĩ lành giỏi mà trong người không có bệnh thì không ai không chữa. Vui quá rồi, vậy thôi mình nhậu đi anh hai. Thôi để anh nghỉ ngơi đi, để lấy sức để còn mổ nữa. Dạ đúng rồi đó, anh hai nghỉ ngơi thì tụi em nhậu. Coi xếp lịch cho anh nha. Dạ. Tụi bay. Mua bia mày. Ca mổ ghép tim sẽ kéo dài và rất là phức tạp. Nhưng mà mấy anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh biết tôi là gì rồi chứ. Cho nên tôi hy vọng là anh mổ sao cho đàng hoàng. Tôi mà chết á là tôi giết anh luôn. Đúng rồi đó. Anh tôi mà chết á là anh tôi giết ông đó. Để quan tâm lại hai anh khứa này. Hè thôi, xạo xạo quá chứ. Bác sĩ giết ông chết rồi lấy gì ông giết bác sĩ. Đúng không? Tụi tôi giết. Có gì mừng? Ờ không, anh có thèm gì không ta? Thèm gì? Ý là thèm ăn có sức á, mình mổ chứ. Này, gán nha, cố gắng lên. Chứ bao nhiêu năm mà chinh chiến ngoài xã hội không sao hết. Tự nhiên chết dưới tay khứa bác sĩ kỳ lắm á này. Mày, làm gì làm, anh phải sống cho bằng được.
tiếp tục thời gian sắp tới là anh sẽ đẩy mạnh chinh phục những địa bàn mới cho nhóm mình. Dạ. Đúng không bác sĩ? Mấy anh yên tâm. Ai chứ riêng anh một đại ca giang hồ có tiếng là tôi sẽ cố gắng 200% công lực. Yên tâm đi. Tôi có điện thoại. Em nghe chị. Em có gửi vòng hoa thay lời xin lỗi của cô em á chị nhận được chưa chị? Em cố gắng 200% công lực rồi nhưng mà không cứu được anh nhà á chị. Không phải là em không cố gắng đâu, nhưng mà sống chết có số, phú quý do trời mà chị. Vậy á chị. Mình vô mổ chứ hả? Má, anh mới thấy cái lưỡi hái nó sẹt quá. Dao mổ lưỡi hai kéo dao bấm vô ngồi lên đây. Ôi, hỏi được rồi, cha chú gì đâu phải chào dữ vậy. Hãy ngồi thôi. Thầy khỏe chưa anh hai? Khỏe. Nói chung mổ thành công là khỏe rồi, giờ chỉ đợi dưỡng cái vết thương rồi xong. Thấy anh hai khỏe thì tụi em vui rồi. Thôi giờ anh hai ăn cháo đi rồi uống thuốc. Cút! Mày ăn cháo đó cho anh hai. Cảm ơn em nha. Phiền mấy đứa quá. Ủa? Cái miệng chưa hết hả? Rồi bữa giờ có gọi điện thoại về nhà kể cho gia đình biết không? Không, thôi. Để gì có gì anh đích thân anh gọi điện thoại về nói chuyện với ba mẹ em là anh làm cái miệng em bị như vậy. Đúng gà ác cũng làm chứng những chuyện đó. Dạ. Nhưng mà mấy đứa thông cảm được cho anh là tốt. Đó, nhưng mà anh vẫn ấy nấy. Đúng không? Dạ. Mà đúng không? Lỗi. Đừng có cố gắng nói gì nữa hết, nó bung chỉ à. Dạ. Anh hai ăn đi cho cháo nó nóng vậy. Để anh ăn, bây giờ có để anh ăn không? Anh em trong nhà không à? Mình làm mỏ ra vậy mà giờ nó chăm sóc cái miệng mình ra như vậy. Không ngon. Ủa? Sao kỳ vậy anh hai? Em dặn tôi nói là mua đúng cái chỗ mà anh ăn từ xưa đến giờ luôn đó. Nó mặn quá. Ủa từ trước giờ anh là ăn mặn mà. Đúng rồi. Đây nè cháo nè, anh phải bỏ nguyên cái chén mắm vô luôn nè, rồi hột vịt muối rồi bỏ vô anh mới ăn được mà. Thì đúng là cho là cái khẩu vị của anh mặn đi, nhưng mà mặn thì mặn là cái vị thôi. Nhưng mà riêng về trứng vịt muối á thì nó phải mặn vừa phải ăn mới ngon. Trứng vịt muối mà muốn ngon á là người ta thường người ta muối từ 3 tuần rưỡi đến 4 tuần. Mà với cái độ mặn này là anh nói là trên 4 tuần chắc luôn. Nó thử. Thử. Bình thường không ăn mặn lắm á, tao ăn không nổi. Ai biết thiếu cái gì rồi. Mặn rồi đó anh hai, vừa đó anh hai dùng này. Đã vô nấu nồi cháo khác. Thôi, để em kêu tụi nhỏ đi mua nha. Không được. Trời ơi, cái này có cháo thôi mà. Chứ cất công anh em dữ vậy. Thôi, để anh vô nấu. Rồi kêu anh nấu cho vừa miệng anh đó mà. Từ trước giờ anh có vô bếp lần nào đâu mà tự nhiên giờ vô đòi nấu cháo. Đúng rồi. Tại tụi bay không thấy thôi chứ. Thôi, để anh vô. Ha. Anh tự nhiên mắc vô bếp nấu cái gì đó ăn quá trời. Để tụi em làm cho anh thấy. Được, mấy đứa ngồi nghỉ ngơi đi, đừng động tay động chân gì hết nha. Ngồi nghỉ ngơi đi, coi gọi điện thoại về cho má của Cúc đi. Ăn đi chứ để ngủ.
Đọc mày bây giờ đó. Có lộ không? Khỏi đi. Không sao kỳ vậy ta. Biết hả? Luôn anh hai. Trời ơi, anh nấu mà. Ê, tiện mấy anh em vô ăn chung cho nó vui. Sao được? Của anh hai mà sao ăn chung? Với lại anh hai nấu có chút xíu à. Để anh hai ăn chứ. Sao mình lấy hai chén? Một chén anh hai ăn cháo, một chén đựng xương à. Cháo thịt băm. Này chén anh chén em. Ăn đi rồi có gì truyền cho mấy anh em mọi người húp húp bé. Đúng. Tại không sao mấy đứa cứ ăn cái này, tại anh nói tự nhiên rồi, ăn chung tự nhiên. Má trời má đất ha. Em thích ăn thịt bằm hả? Dạ không thích ăn. Dạ đó. Ăn cà rốt quá trời. Dạ. Ăn chưa ấy? Dạ cảm ơn em. Mùi hành thơm ngang ngát, hạt gạo của làng ta, chén cháo ấm lòng người, ôi chén cháo thơm nức. Cảm giác như em được trẻ lên mấy tuổi vậy anh hai. Cảm giác giống như là lần đầu tiên em ngủ với bạn gái em. Nó đã lắm anh hai, nó sướng lắm, I love you anh hai. À, tụi bay thơm lắm. Thử đi. Thử thôi. Thử như con hồ vậy đó. Rồi, để tao ăn. Ngon thiệt luôn anh hai. Đã thiệt luôn á. Không ngờ anh hai à, có tài nấu bếp hồi nào em không biết luôn á. À, thì anh cảm thấy muốn làm, anh vô anh làm. Đây cũng thuộc dạng lần đầu tiên của anh hai thôi. Anh ơi. Ê, ăn miếng mày. Tao về hả? Cái tụi dịch trời đang giành địa bàn với mình á, nó định lấy cái lớp ba má. Lúc trước thì nó không dám làm, nhưng mà trong thời gian hai đi bệnh viện á, thì nó cho mấy đứa nhỏ làm rồi. Cái tụi này nó mất dạy lắm rồi. Bây giờ anh hai gật đầu một tiếng đi, em qua em làm nó luôn. Cháo ngon thiệt á. Dạ ngon hả? Không có khen nha. Không, ngon thiệt. Không có định á. Không, này ngon thiệt. Anh nghe. Nãy giờ em nói gì, anh có nghe không? Anh nghe mà, anh nghe hết á. Rồi giờ anh tính sao? Thì tính gì? Cái vụ dịch trời anh tính sao? Bà vụ dịch trời rồi kia, từ từ anh tính. Từ từ cái gì mà từ từ anh? Tụi nó đang chơi gác mình mà từ từ cái gì? Trời, chứ anh biết là trong cái thời gian đi bệnh viện là em ngoài em giải quyết biết bao nhiêu chuyện không? Đó, nào là cái lớp ba má nè, rồi chợ tôm, chợ cá, chợ gà, chợ heo, rồi chợ gạo, rồi cái quán xí ngầu nữa, đủ thứ chuyện hết trơn á. Đúng rồi, quán xí ngầu. Riêng quán này mình không thể để yên được. Đúng. Từ trước đến giờ, quán xí ngầu toàn bán đồ khô. Chúng ta phải đưa đồ nước vào để bán kiểu như hủ tiếu, bánh canh, hoành thánh. Cùng với đó là những cái món ăn chính giống như là cơm chiên, trâu. Anh hai, mình làm bảo kê. Bảo kê. Đúng, mình làm bảo kê. Dạ. Cho nên cái khả năng mà để mình đưa đồ ăn vô đó rất là khó. Nên anh cũng tính là mình sẽ đăng ký làm thêm đầu bếp. Đó, để mình đưa đồ ăn vô đó. Mình có thêm bánh kem nữa.
Tại vì ở đó là một cái quán hay tổ chức sinh nhật, mình sẽ lợi dụng cái lợi thế mà đồ ăn của mình làm ngon á, mình sẽ kinh doanh thêm đồ ăn. Em không biết là bác sĩ thay tim cho anh hay thay não cho anh nữa. Đau. Nó đau. Mày nó không thích ăn cháo hay sao á? Anh hai, nhưng mà trong chuyện này em có ý kiến. Mình nên có thêm đèn cầy nữa chứ bánh sinh nhật không có đèn cầy kỳ lắm ha. Được, mấy cái đó mình hỗ trợ mình nha, anh sẽ nói lại bên dịch vụ. Nhưng quan trọng á, riêng cái bánh kem á là mình cũng phải tự làm luôn. Tại vì nếu mà người ta mua bánh kem ở ngoài vô mà bánh kem không có chất lượng, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của những người đầu bếp chân chính như chúng ta. Ở nay mình làm bảo kê chứ mình không phải làm đầu bếp. Mình cái quán nó không phải của mình. Anh cứ nghĩ là em hiểu ý anh, bởi vậy anh mới nói là anh vừa vào vừa làm bảo kê và vừa xin làm đầu bếp để làm chi. Nó có sự tương đồng với nhau đấy. Em chưa hiểu lắm, anh hai nói rõ hơn được. Bây giờ anh làm đầu bếp thì anh phải dùng cái gì để xác thịt? Dao. Bảo kê có cần dùng dao không? Dạ có. Còn nhiều thứ khác nó liên quan đến nhau lắm. Một công đôi chuyện. Cao kiến. Thằng lòng nào nó không hiểu ý anh hai, để em nói chuyện nó sau. Trời ơi hay quá anh hai, em hiểu rồi, em hiểu ý anh hai đó. Thôi ấy đi, rồi anh vô anh chuẩn bị ướp thịt để làm bữa tối. Dạ. Ê, bưng vô phụ anh hai. Dạ. Ê mấy đứa, ngồi xuống đây anh giải thích cho mấy đứa hiểu. Anh hai muốn gì? Ướp thịt, quan trọng là chữ ướp nè. Ướp thịt đó. Ai về nãy ăn của tụi cháu, tao cảm thấy phê phê lưng kiểu gì á. Chắc ông có ướp cái gì vô đó đó. Hay thiệt anh hai, tôi hay thiệt. Lần này giàu to rồi. Xin chào, tôi là Park Sung Ho, chủ trụ Hải Đan Chicken Plus. Hôm nay mấy anh em tôi đến đây chủ yếu là để muốn tìm hiểu về thương hiệu và cũng như là cách thức nhận quyền của Chicken Plus mình. Tôi cảm ơn mỗi người dành tình cảm và số tiền tưởng, cho nên chúng tôi đã mở được 50 cửa hàng tại Việt Nam. Sắp tới chúng tôi có kế hoạch mở rộng tại Hà Nội, nên sẽ hỗ trợ gói 99 triệu cho những khách hàng đăng ký sớm nhất. Tôi thấy là cái hình thức đó rất là ok, cộng với những cái ưu đãi tuyệt vời. Nhưng mà chắc là để mấy anh em tôi về hỏi ý rồi bàn bạc lại với nhau. Khi nào đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ liên hệ với anh ha. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn. Ơi, mày làm cái gì vậy? Có anh hai ngồi đây mà. Cậu cọc đang nói chuyện làm ăn. Anh nếu không, ông nàng ngút, ông nội nói nhỉ với anh hai, ông nói tiếng nhạc mà nghe khó nghe quá. Mày quay. Mày mới là thằng nói chuyện khó nghe. Người ta người Hàn Quốc nói tiếng Việt vừa là hay lắm rồi. Còn mày từ lúc mày ngọng rồi mà nói tiếng Việt còn không xong. Hay quá, nói tiếng Hàn Quốc thử tao nghe coi. Xin lỗi anh nha. Annyeonghaseyo. A kukinu. Nó phải tao đập mày bây giờ đó. Đào, anh em trong nhà không à? Dù gì nó cũng là cái thằng em mà tao quý nhất. Anh đừng quý, đừng quý em xin anh á. Tại anh nhà em mới mới vậy, ngọng với vậy nha. Anh em trong nhà không mà. Thôi được rồi, để bữa nào đi tao dẫn mày đi chỉnh cái lưỡi lại. Anh đừng nhỉnh gì hả? Anh để yên như vậy mà em còn ca ga ok được. Còn là anh chỉnh một cái là em ngâm luôn tắc nghiến nhà mu te. Mình nín điều nó nhiều quá. Để cho anh hai suy nghĩ nữa. Anh em trong nhà không à? Này thấy sao thầy? Ổn anh thầy? Nếu mà anh hai không thích thì để em với anh Đào đi kiếm chỗ khác cho. Không phải gì, nhưng mà anh thấy chính sách ở bên này cũng hợp lý, hấp dẫn á. Nhưng mà cơ bản là anh muốn làm cái gì đó của riêng mình, tự tay làm nó hay hơn. Mọi người có ý kiến gì không? Nếu em á thì nếu mà không có ý kiến thì chúng ta về ha. Anh hai em thì bớt nói là đi. Nhưng mà em cũng có ý kiến. Bữa nào tao dẫn đi chỉnh cái lưỡi. Nhưng mà bỏ. Mẹ ơi, em cũng có ý kiến của em vậy. Ý mẹ nè. Bà kia vô quán không? Vô rồi biến đứng lại làm cái gì? Trời ơi, vô quán. Em gái của mày. Em nước mắm, em nước mắm. Tới luôn. Rồi. Anh cả, ăn thấy sao anh cả? Rồi cái dĩa này là chính tay em chọn cho anh cả đó.
Khùng quá, anh em mình trong nhà không mà có gì đâu mà khách sáo. Dạ. Ngon. Dạ. Đó, anh quý mày lắm. Dạ, tận hưởng anh. Cú đêm, giờ này bạn sao rồi? Được bạn, tôi không nghĩ là bạn đánh nhau cũng giỏi mà tài nấu ăn của bạn cũng không thua kém ha. Quá khen, đúng không quá khen. Ủa, gấu, gấu ăn không bạn? Còn ok bạn. Trời, hút lấy hút để nha. Hơi nóng nha. Trời, cháo nóng mới ngon chứ. Mọi người, ăn thoải mái nha. Ăn thoải mái nha, cứ tận hưởng tự nhiên. Anh ơi, ta ăn nhiều quá hết ngáo luôn rồi. Vô nấu thêm giùm anh đi, vô nấu thêm đi, nha, nhanh lên. Qua chạy nha, ngớ mượn ngạo. Rồi, ăn đi mọi người. Dạ, tận hưởng nha. Làm công việc thiệt là vui, thiệt là thoải mái. Rồi, bà thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Có gì đâu mà thể hiện hoài không biết nữa. Thiệt với anh hai luôn á, đi quýnh lộn em mệt chứ bưng mấy con cháu bà quá anh hai. Thôi không có gì đâu, có gì anh còng lưng ra anh giúp mày một xíu. Thôi để tụi em làm cho. Thôi, hãy giỡn á. Ở sáng giờ sao? Ôi, bán được bảy mấy phần á anh hai. Ngon à. Mà không thu được đồng nào nha. Ơ, sao hả? Thôi chứ anh hai mời anh lớn thôi, một lẽ em lấy tiền. Với lại mình khai trương ngày đầu mà lấy tiền người ta nói. Anh quên. Bản thân anh cũng không muốn lấy tiền mấy anh nữa. Tại mấy anh ăn á, mấy anh thấy ngon rồi. Sau này mấy anh ủng hộ, dắt đàn em kia tới. Đó. Mình có được cái hậu nó tốt. Đúng anh này. Với lại mốt mình có cái kia thì nó cũng dễ hơn. Ê, sách rồi. Chào anh trai. Mời anh trai ngồi. Ngồi bàn này đi em. Gì? Dạ, anh trai. Em mời anh trai. Lấy cho em một tô cháo bình thường nha. Dạ. Cho một bên đây. Không lấy tiêu, không hành, không giá, không mắm muối gì hết nha. Được. Cho một tô cháo bình thường, không hành, không tiêu, không giá. Còn cái mắm muối á, có gì anh tự nêm luôn chứ bên trong không có nêm. Ấy vậy anh mang cái nước mắm này qua bên bàn khác giùm em nha. Tại vì em nhìn nó mặn quá, ngứa mắt lắm. Không nhìn không có hợp nhãn. Hợp thôi. Dạ. Không hợp thôi. Tôi cũng ngứa mắt lắm. Anh ơi, gà là anh chặt hay là xé hay lấy thêm bộ đồ lòng gì không? Dạ không, em chỉ ăn cháo bình thường thôi, không có lấy gà. Không, ở chỗ em cháo bình thường là có gà. Nhưng mà cháo bình thường em ăn không có gà. Nhìn nó ngứa mắt lắm, không có hợp nhãn em. Ok, không hợp nhãn thôi. Bỏ gà ra đi. Dạ, chứ em bắt đầu không hợp nhãn rồi hôm nay. Dạ anh trai đợi em chút nha, anh trai hợp nhãn dạ. Đi làm đi em. Cháo bình thường. Nhìn hợp nhãn chứ anh trai. Cháo gì mà nhạt chứ gì trời. Ê. Hả? Tao nhìn mày đủ rồi nha mày phá đúng không? Không có anh, ý em là cái cháo này nó nhạt vừa hợp khẩu vị của em anh. Thì ra là vậy. Không, em thấy áo anh trai nhanh quá. Thôi ăn đi. Ăn đi anh trai. Tụi ăn đâu, quán gì mà giang hồ quá à. Nè. Anh ơi. Sáng giờ được có người khách rồi nè. Mém xíu được trả tiền. Thôi nha, cho tất cả nha. Ê trời ơi, hàng xóm mình không nè. Anh Bảy, cô Hai, chú Chín. Mọi người ăn gì? Cho tôi phần cơm gà đem về. À. Tôi cũng phần giống vậy á. Tôi tôi cũng vậy á. Rồi cho ba phần cơm gà đem về nha. Ngắt nha, ngắt nha. Vui nhẻ lên nha. Cảm ơn nha. Nha nha nhậu, ủng hộ tôi luôn nha. Ê. Ủa? Hả? Gì sao nè? Quán hôm nay đóng cửa sớm vậy? Hết gà rồi anh hai. Trời. Trời ơi, bây giờ kêu người ta giao chứ. Nó giao không kịp, mình cần gấp quá, sáng mai nó giao sớm. Rồi vậy thôi, hôm nay bán vậy cũng được rồi, đông á. Quan trọng là ngày nào cũng vậy là ok á. Yên tâm mà, được mà. Thôi, mấy đứa dọn nha, anh đi ra anh mua ít đồ cái. Vô nha anh ơi. Rồi. Vậy nhỏ. Dạ. Ơi, ăn chay không? Em nghĩ. Ăn con khỉ. Này. Ơi. Này em nghĩ đi. Thôi, khỏi đi. Trời đất ơi, mày mua cơm bên đó cho chó nó ăn á hả? Trời ơi mày coi đi, con chó có bị gì không đó nha. Trời ơi, cô Hai ơi, mình không ăn á thì cho chó nó ăn. Chứ có cái gì mà cô Hai la dữ không biết. Cái thằng này mày hay quá ha. Bên quán tụi nó tao âm bên cô Hồn không à. Biết tụi nó bỏ gì trong đó. Tụi nó mà không đe dọa tao, còn khuya tao mới dám ăn á. Thì tôi cũng vậy nè. Nếu mà mình không mua thì không biết tụi nó sẽ làm gì mình nữa. Ôi trời.
Giấu. Vô. Nhột nhòn ha. Nhột nhòn ha. Hai giờ. Hả? Ông ơi, làm gì bày đồ ăn tùm lum tưng bừng thơm lừng vậy? Đồ ăn gà anh hai. À. Ăn gà nha. Ăn cái gì? Tụi mình bán gà mà tụi bay còn mua thêm gà nữa là chi vậy? Ờ, đặt về ăn cho no, tại vì này, bây giờ đang có cái chương trình mà đặt chiếc kịp lết trên app giao hàng là được tặng rau với lại cơm nấm, ăn bao no luôn. Đúng rồi nè. Quan trọng là quán của mình bán gà, tụi bay hiểu không? Thay vì mình ăn gà quán mình đặt thêm gà của người ta ăn chi, rồi bây giờ tao mua hủ tiếu của anh Chính nè, giờ không ăn ai ăn? Hả? Ăn gà chung với hủ tiếu. Ăn gà chung cái gì? Bây giờ cái vấn đề ở đây đó là mình mua quá trời mua, ăn sao hết hả? Rồi cái vấn đề ở đây nữa nè, khách á là tụi bay ép người ta vô đây đúng không hả? Nhưng mà mình cần khách mà anh hai. Tao không cần, tao cần là cần khách đến ăn thưởng thức những món ăn của mình vui vẻ ngon miệng, chứ không phải là tao cần là tụi bay ép khách đến đây rồi cưỡng ép người ta mua đồ ăn của tao nấu đem về người ta không dám ăn, người ta cho chó ăn kìa. Vậy giờ tụi em phải sao vợ? Ngày hôm sau, buôn bán ăn mặc lịch sự, ăn nói nhã nhặn, tụi bay nói chuyện với anh sao, tụi bay phải nói chuyện với khách như vậy, thậm chí còn hơn nữa, tại khách hàng là thượng đế. À, em biết rồi. Nhớ nữa. Nói anh hai đừng giận nữa, ăn cái đồ... Để đó đi. Dạ. Hay anh nhai nhất ăn cái này nữa nhẹ. Thôi. Từ từ thôi. Cái gì không mẹ? Ôi, không có nên, không có nên, bỏ xuống. Bỏ xuống. Em ăn mà, em ăn. Cái này cũng là gà thôi mà. Đứng đàng hoàng nghiêm túc vô coi. Hôm qua không nghe anh hai nói gì hả? Ừ. Xin kính chào khách. Để. Ê ra đi. Đi vô. Mày mốt đâm sáu thằng ra kéo khách vô chứ để một thằng đó. Yeah. Xin chào các khách. Dạ. Nhớ nhớ. Cho anh đi em, cho anh đi em. Cho anh đi em. Nè, đi đây. Bế nó vô chứ mày. Nhỏ nhỏ nhê nhũ. Nhàm được cái gì? Nè. Xin chào các khách. Vô ăn tự nhiên anh trai. Ở đây tụi em bảo kê hết rồi. Anh lên đây. Anh ơi! Trời ơi! Anh hai à? Hử! Sao vậy anh hai? Bây giờ mình phải tìm cách nào đó, chứ bây giờ mình chào đón khách về là không có hiệu quả. Nhất nhà với vợ, nhau vợ. Hay là mình nhờ Lộc Shadow đi anh hai? Lộc Shadow? Nhờ nha anh hai. Nó làm được cái gì? Thôi mày có nhén luôn á. Sức cho mà không dụng á, tôi đền tiền 100% luôn. Bây giờ là cứ mua thử cho tôi, không được hết là kiếm gặp cho đâu. Ok, cứ tôi bảo hành hết này, có cái chuyện gì tôi chịu trách nhiệm nè. Tôi sức một lòng một đám này nè, đó đâu sao đâu, thấy không? Nhớ không chẳng nào mà không có tác dụng là kiếm tôi. Dạ em chào anh gà, hôm nay hẹn tôm tép nha em, được anh Gọng anh Hổ mà tới quý hóa quá. Gì nhôm nhép vậy đây, anh là năng nhượng của em nghe, đừng nhỡn. Ảnh này nghiêm định lắm, em đang ngọc ảnh mà, em đã có cái sẵn lời nói nuôi nót rồi, là chỉ cần anh chỉ em cái chiêu nò live stream là em có thể là cuốn hút người em nhiều. Thôi bớt tào lao đi. Vậy hôm nay nhờ mày tới đây là để bày kế cho đại ca, chứ ổng buôn bán ế ha thầy. Không những ế mà còn quế nữa. Cái này dễ mà, em có cách. Thiệt không? Có cách thiệt. Ok. À, chào quý khách đến với quán gà xả giận. Quý khách đến đây chẳng may có chuyện gì bực tức đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy là quý khách chọn đúng quán rồi. Nơi đây được tên là quán gà xả giận. Bởi sao khi mà đến đây quý khách có nhiều sự lựa chọn để xả cái cơn giận của mình qua những món ăn. Ví dụ như bây giờ kêu món gỏi đi,
quý khách sẽ được làm gỏi một thằng. À, kêu món phở đi, quý khách sẽ được làm tái một thằng. À, hay là kêu món tiết đi, quý khách sẽ được thọc tiết một thằng đó. Ghê chưa? Cho món gỏi đi. Món gỏi nha, món gỏi sẽ được làm gỏi một thằng. À, vậy anh trai có chuyện gì mà bực tức quá vậy à? Má nó Facebook đang làm ăn. Thằng chó nào tên Bi đang hắt mãi Facebook. Gì nén? Em biết phải làm gì rồi chứ. Dạ. Thôi bây giờ vô chuẩn bị. Anh trai ngồi đợi 30 giây nha. Làm ơn đừng ngu giận nha, sẽ được xả giận ngay lập tức. Anh nhanh đi. Em ơi. Ôi, tao là Bi đen nè. Tao hắt mũi của mày á. Tao giữ mật khẩu cấp 1, cấp 2 rồi. Tao giữ luôn mã trình việc nè. Tao xin chào tất cả quý vị. Thì như các bạn đã thấy, anh nhân viên quán của đang bị làm gỏi tại quán gà xả giận. Thì tại đây các bạn chỉ cần mua một suất thức ăn thì sẽ được tặng một phần làm gỏi trộn tái, thậm chí là trồng tiết đa dạng nữa. Các bạn là ủng hộ, các bạn tới ủng hộ cái quán nhiều nhiều nha. Rồi thôi, mọi người tới ủng hộ và nhớ like cho mình và chia sẻ cho mình cái quán để được ơi cái thằng này like và chia sẻ giúp cho mình để quán được nhiều người biết đến hơn nha. Rồi vô huy động đi mấy anh em đi nha. Rồi cho khách đồ kia đánh coi giờ nha. Gán giúp anh vài bữa nữa nha. Anh tìm được Facebook rồi, anh hết qua, anh chứ qua hoài ngại quá. Không sao đâu, có gì anh đang ép Facebook em là được rồi. Ok, thỏa tiếng vô. Cảm ơn anh trai. Ok. Rồi vô lại. Trời có bo luôn nè. À, hay quá. À, mời vô. Thôi, anh Hằng. Cho em nghỉ một chút, em mệt đuối lắm rồi. Thôi, anh ơi, hay là mình nghỉ trưa. Lát nữa đầu giờ chiều anh quay lại nha. Nhớ, đừng có ngu giận. Đó, phải vậy. Thôi, giờ vô nghỉ đi mấy đứa nha. Nha, anh vô anh đếm tiền nha. Đánh gì mình cái chịu hết nổi. Rồi che. Mẹ ơi. Rồi che rồi. Cái gì? Có gì vậy? Sao bị chiếm khu chợ tép của tao? Tại tụi mày yếu nên tụi tao lấy thôi. Đơn giản mà. Ở đây tới phiên mày lên tiếng hả mày? Chà, tiết mục mới hả? Coi bộ hấp dẫn ha. Cái nhìn vạch bịt trời này coi bộ nhảy nập tâm hơn mấy người kia à. Tao nhắc lại một lần nữa, rút khỏi khu chợ tép cho tao. Thôi coi chừng tao nha. Ví dụ như không rút mà mày làm gì tao? Mày. Ê gì? Nè, bây giờ quán tôi nha. Muốn gì? Tất cả đứng yên. Mời các anh về phòng làm việc. Cũng tay ngang ra mở quán, không có kinh nghiệm. Thấy tiền ra không thấy tiền vô gì hết. Thôi anh hai đừng buồn, mình có thể làm lại từ đầu mà. Rồi làm lại từ đầu bằng ở đâu, bằng ép nhau. Ê, cửa hàng nhận quyền của Chicken Plus, bên đó quy trình đó khá là bài bản. Ngẫu ngẫu. Nhâm, anh đi. Dạ. Nhâm quay. À, nhâm của anh đúng không? Ngon. Rồi, đồ ăn của mình tới nha. Xin là xin ăn chicken plate luôn nha. Ngon mẹ á. Nghe. Anh ơi, có cách quý tới. Rồi, xếp rồi. Nhâm quay. Anh nghe nha. Tớ nhuông. Nhâm, nhâm quay. Anh nghe nha. Tớ nhuông. Tôi rất vui với là hân hạnh khi mà được hợp tác nhận quyền cùng Chicken Plus. Nếu có khó khăn gì, anh cứ nói nhé. À, dạ.
Khó khăn thì cũng không khó khăn mấy, nhưng mà kiểu như tôi muốn có một cái gì đó sáng tạo, tạo ra một cái nét riêng mới cho mình, kiểu như là một món cánh gà chẳng hạn. Món cánh gà bên tôi có rồi, anh tổ chứ. Thử thì tôi chưa thử, nhưng mà tôi có nghe nói. Ngon, tôi sẽ nói với lại nhân viên của tôi thêm món này vào danh sách menu để chúng ta có thể bán ngay từ hôm nay. Chị cho em hỏi là cái món cánh gà mới của tụi em á, là chị với bé ăn thấy vừa miệng không ạ? Dạ ngon lắm chú ơi, mẹ ơi mua cho con thêm một phần nha. Chị thấy ăn cũng rất là vừa miệng á em, cũng rất là ngon nữa. Vậy em lấy cho chị thêm một phần nha. Dạ, để em gọi bếp. Em ơi, dạ em nghe. Dạ, dạ mà anh cứ giao qua cho em nha. Ok, tao tưởng mày bỏ cuộc chơi rồi chứ. Nay rồi bán hàng trắng lại à? Đâu có đâu, cái này anh hai của em gọi là chiến thuật bất bình phong. À hay 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 á, còn tiền cọc chỗ anh ghe tre nên tôi lấy trước 20% thôi, ok. 50 chứ 20 làm chi anh trai. Đại ca anh thì không có gì ngoài uy tín hết á. Dạ, chủ yếu là anh giao hàng ngon là được. Làm đẩy vô kho luôn nha. Được, gấp gãy vậy là tốt. Nó nhớ chuyển cho người ta 20% cọc không vậy? Hồi nãy nó kêu chuyển 20, mà em nói là anh hai sao chơi vậy được. Em chuyển 50 luôn, lấy tiền bán bữa giờ á. Chơi gì vậy? Chơi lớn vậy? Chơi vậy ta mới nể anh hai, với lại chơi vậy người ta mới ưu tiên đưa hàng ngon cho mình. Ừ, cũng đúng. Dạ. Dạ ok đó. Nếu mà về á là em đi rải hết các quán bar mình coi nha. Ê, đây này quán bar cho tuồn hàng vô luôn rồi hả? Trời chứ sao không cho anh hai. Trời em nói bảo đảm anh nha, hàng về 2-3 ngày là bảo đảm hết hàng, mình phải nhập lô mới vậy. Đúng, tại đồ mình ngon mà. Dạ đúng rồi, ngon mà. Ngon, nhưng mà anh chỉ ngại cái là bây giờ đưa vô trọng á, rồi dầu mỡ rồi kia người ta vô với lại bia bọt á, nó quệt lắm, khó chịu lắm á. Ủa giờ bây giờ là có mới luôn anh này. Chấm 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 vô dầu rồi kéo. Trời ơi, chấm xèo xèo luôn á chứ. Trời ơi, nó phải chiên lên rồi vô đồ. Ôi, vậy là nó update. Bữa giờ em không biết, tại vì bữa giờ chi lát xít không à. Vậy đó giờ ngán rồi mày. Cái gì cũng phải mở mang lên mới, đúng không? Thôi bây giờ vậy, nghe lời anh. Nếu mà mình đưa đồ vô á, thì đưa đồ mới nè. Dạ. Đồ ngon nè. Đúng rồi. Thì phải cho anh thêm cái gọi là cái lò vi sóng, để mà khi mà đồ của mình nó nguội á, mà bỏ lò vi sóng mà hâm lại một cái là nó nóng lên, là để cho khách vô đồ nó mới ngon, vô lắm á. Ủa là bây giờ là có hàng nguội với hàng nóng luôn hả? Có, trời ơi. Trời vậy bữa giờ em không biết, không ai nói em nghe, em tưởng bình thường ai về giờ nào là chiên xù nhúng dầu rồi để nóng thì nó lên hơn nữa. Thôi có điều kiện thử đi, có điều kiện thử đi mà ghé. Dạ. Chừng 50% là có liền. 50% đô mắc chứ anh hai. 50% ngàn. Dạ, giỡn hoài hàng bây giờ.
mắt á. Không, có cái chỗ đó là lấy ok á, ok á. Mà cái gì mà 50% đô lận. Đồ Mỹ hả? Hàng xịn mà anh ấy, đồ mình lấy chất mà. Mày có đang nói cái đồ tao nói không kìa? Nãy giờ anh hai có nói đồ em đang nói không ta? Giờ 3, 2, 1 nè. Mình đồng thanh mình phát lên cái đồ mình muốn nói. Rồi 3, 2, 1 Xì ke. Xì ke đúng rồi, xì ke. Trời ơi, anh đó giờ là kinh doanh chân chính. Đừng có đưa mấy cái xì ke mà tôi yêu. Biết rồi, em hiểu anh hai rồi. Gà, mình về nha. Mình nhét cả một cái bụng của nó, mình nhét cả 100 con. Mình để vô là mình đẩy đi khắp Sài Gòn. Không ai chim cút hả? Tinh tí, tinh tí. Chim cút hả? Không, gà. Gà nhét 100 con gì vô? Xì ke. Bảy rồi, không có xì ke gì hết. Gà là gà. Nếu mà muốn làm ở quán bar thì gà chiên xù rồi ấy là cho khách ăn là ngon. Nhưng mà chú ý là để thêm nước trái cây đồ kia chứ uống bia nhưng mà với gà đồ kia là nó quẩn lắm. Ê, giờ là nãy giờ mày nói mày đặt đồ gì? Đợi em chút nè. Dạ. Ê, dạ, anh Sapo. À, ấy mình đổi cái lô mà nãy mới đặt á thành lô gà được không anh trai? Gà là cái gì? Thằng mới hả? Dạ không, dạ không. Gà là gà, con gà có hai cái chân nè, hai cánh. Gà gói ồ anh trai. Chịu mặt với tao không mày? Dạ, thấy thôi, em chịu 20% cũng được. Anh trai trả em lại 30% anh trai. Mình làm ăn lâu dài mà. Má mày, làm ăn kiểu gì vậy hả? Thích chơi chạm không? Hàng chịu bị giao với mày rồi lại là sao? Anh trai, quẻ tao hả? Biết anh... À, nhắc gà gà mới nhớ lâu lắm rồi. Không thấy lòng nào lại quán chơi. Ồ, ha, dạ. Trời ơi. Cái đó ngoài, quên đi. Ngoài, ngoài cái chuyện trừ lương ra thì thằng lòng đào á nó còn phải đi giúp anh ở mấy cái vòng ngoài nữa. Không mà nhờ vậy anh mới có thời gian tập trung nuôi chút trồng đất này. Anh ơi, cho ba phần gà mang về đi. Rồi, ngon, ba nhút có. Nghe ngồi nghỉ đi. Dạ anh ơi, anh ngồi ghế cho thoải mái. Ok anh. Thôi có chơi có chẹo ấy, rút kinh nghiệm làm sao đừng cái đó được. Ê hey, nhà hàng của anh ơi. Rồi hàng nhỏ nhỏ cảm ơn nha. Của anh là ba phần. Ê ông anh, uy, ủa sao nhóng nhanh mua nhồ trong anh đi vậy hả? Không trả tiền hả? Gì trả tiền hả? Ừ, khu này là khu của đại ca tao bảo kê, không có vụ trả tiền nghe chưa. Mở nha vậy, có đại ca bảo kê với mày. Ăn nhiều vui dữ nha. Ê ông ơi, gì bớt chơi xì ke đi, bớt ngáo nha. Mày biết mày đang đứng trên đất của ai không hả? Đất của anh gà tre. Mày về mày hỏi đại ca mày á, gà tre là ai? Bộ mày coi thường anh hai tao hả? Đúng, tao coi thường mày đó. Rồi sao? Ê nè, chỗ làm ăn. Anh đồng nào tới rồi, cho mày mít nhựa luôn. Đứng đó, đứng yên đó, chuẩn bị lau cái sàn vô đái trong quần nha con. Chào đại ca. Ủa, cái thằng à, đó cá có ký đầu mày giờ. Có đàn em mới sao không báo mày? Để nó tới đây nó quậy, nó không coi đại ca ra gì hết. Nó tới nó mua đồ, xong rồi về, nó kêu đại ca nó coi khu này nữa chứ. Không nhả nhiền rồi còn ngồi nhỏ như nhỏ đốc ca, đốc ca. Chó mày câm miệng lên đi. Nhọc dữ như nhòi. Tao là gà ác chứ không phải là chó. Ồ, em còn em là nhum nhúc nè, không phải gà nha. Không phải gà tre, nó tưởng mày gà tre. Hai thằng bay biết tại sao mà tụi nó không biết tụi bay không? Anh như nhớ nhiều, gì nó không dễ không? Bởi vì kể từ ngày hôm nay, cái băng gà tre không còn nữa. Cái gì? Chỉ còn cái băng lòng đào thôi. Nè, ý anh nhau, ý anh quyết định là bây giờ nổi nên nhóm hả? Nào anh không bàn bạc với mọi người. Ờ, ý của tao là tao muốn lật cái thằng đó đó.
nói gì vậy? Là sao? Mày nhìn nó đi. Nó còn là thằng gà tre mà từng cầm đầu mình không? Hả? Hay là bây giờ sao? Là một thằng tào lao, suốt ngày cắm đầu vô mấy con gà. Nó lấy cái quy gì mà dẫn dắt anh em? Chỉ có tao thôi, tao bây giờ mới đủ tư cách mà dẫn dắt anh em đây nè. Mày không có đủ tư cách gì hết á. Cái gì? Mày nói cái gì? Đúng. Bây giờ mày lớn rồi, lòng đào lửa lớn quá chín chứng rồi, cái gì? Được. Muốn tranh giành địa bàn á thì cứ lấy. Anh em ai muốn theo nó đi luôn, muốn bảo kê gì đó thì cứ làm. Anh nhường cho mày hết. Cái gì? Mày nhường cho tao? Hả? Cao thượng quá vậy. Ví dụ mày không nhường tao mày làm gì được tao? Hả? Mày lo cho thân của mày á, mày biết điều chút đi. Tao còn lấy tiền nhẹ tay cho. Còn bố láo là tao lấy thẳng nha. Sống ở đời này, bước ra ngoài xã hội đừng có cao ngạo quá. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Ông tưởng ông còn làm đại ca của tôi hay gì mà dài đời tôi hả? Lo mà tập trung bán gà đi nha. Chuyện bảo kê để thằng này lo đi. À quên nữa, còn hai thằng bay á, có muốn theo tao làm ăn á thì quỳ xuống xin tao một tiếng để tao suy nghĩ lại nha. Cút nha. Tao nói nó cút. Cút. Cút mày nghe mày đi. Tao thách tụi bay tới đây lấy tiền á. Thôi. Ủa anh hai, anh làm gì đi chứ? Bây giờ anh nói một tiếng em qua em chém chết mẹ tụi nó luôn. Đúng vậy. Anh ạ. Trời ơi. Không vậy em. Nè. Anh hai em. Anh Dịch trời. Thanh niên làm việc mau lẹ. Cái lần trước em gọi em nói với anh rồi. Cái địa bàn mình chia 50-50 thì bữa nay mình nói rõ vậy về vấn đề thôi. Tụi mày thấy không? Thanh niên biết làm ăn. Mày tính sao? Thì anh cũng biết rồi đó. Em triệt thằng gà tre. Bây giờ lấy luôn cái khu ba cặn của nó. Bây giờ em tính là không mấy mình gộp cái địa bàn của em với anh lại, rồi mình chia với nhau quản lý, thấy không? Nó tình cảm nó tốt hơn, nó đỡ đổ máu rồi nè. Thấy không? Tụi bay thanh niên bắt chước đó nghe chưa? Ổn. Tao chấp nhận. Dạ. Mày tính sao? Thì anh lớn mà. Ừ. Cứ 73 đi. Ôi kỳ quá, tao có làm được cái gì đâu mà tao 73. Thì anh có làm được cái gì đâu. Đúng rồi. Tôi 7, anh 3. Mày nói cái gì? Tôi 7, anh 3. Anh có làm được gì đâu. Hay là anh muốn anh 2, tôi 8. Đừng có nói với tôi là anh tính về hưu, anh giao là hết cho tôi nha. Tôi gánh cũng không nổi đâu đó. Anh mới chửi tôi hả? Anh vô địa bàn của tôi mà anh chửi tôi. Địa bàn này địa bàn của tao. Mày bước vô đây, khi tao nói chuyện mày chỉ được phép gật đầu thôi nha.
Nếu không tao sẽ làm món vịt sống ăn. Mày thích ăn vịt lắm đúng không? Em quên, em bị dị ứng thịt vịt. Vậy bây giờ mày tính sao? Giờ trước mắt thì anh nên bình tĩnh lại xíu, đừng có căng thẳng quá. Không, tao thích căng. Tao thích căng. Thôi anh em mình như lúc đầu đi anh Dịch trời. Là sao? Chia nhau 5 năm nó đoàn kết tình cảm hơn. 5 năm. Tao không nghe rõ. Anh 7 tôi 3. Lớn hơn tí xíu rồi. Thôi rồi, coi như tôi nể anh lớn. Ừ. Anh 8 tôi 2. Tao lấy hết. Là sao? Tao lấy hết. Mày nghe không? Phản bội với mày chết mẹ cho rồi. Khoan đã. Giang hồ có luật của giang hồ. Là anh lớn xử mấy đứa nhỏ vậy coi sao được. Nó lật mày, tao thay mày dạy dỗ đó. Dù sao nó cũng là em tao, có dạy để tao dạy, không phiền đến mày. Mà nó đòi xử tao. Tao nói rồi, nó là em của tao, nó sai tao chịu. Bây giờ lấy mạng tao đổi mạng nó, được chưa? Này, đâu có dễ như vậy được mày. Chứ mày muốn sao? Tao muốn hết cái địa bàn này. Được, tao sẽ giao hết tất cả địa bàn của tao cho mày. Nhưng mà mày phải quỳ xuống đưa cho tao. Mày giết tao thì giết nhanh đi, đừng có nói nhiều nữa. Mày muốn anh hai tao quỳ hả? Bước qua sát tao trước. Gạt. Được, mày muốn tao quỳ, tao sẽ quỳ. Hai. Hết vui. Đứng lên đi. Mày thấy chưa? Học hỏi đại ca mày, như vậy mới đủ tư cách làm đại ca, là đối thủ của tao. Chuyện gia đình tự giải quyết nha bạn. Tại sao anh lại giúp tôi? Dù sao mày cũng từng giàu sinh ra tử với tao. Một ngày là anh em, mãi mãi là anh em. Rồi sao tháng này ăn thiếu hơi nhiều rồi mày? Giờ tao nghĩ ra rồi. Tao muốn cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh là cạnh tranh sao? Giờ tao muốn đăng ký nhượng quyền chicken plate này lại nè. Để tao coi tao bán gà nhiều hơn mày hay mày bán gà nhiều hơn tao. Được, chơi mày. Chơi mày. Ừ, vậy mới công bằng chứ. Này. Hả? Thằng nào ăn thiếu mày đập chết cha đó luôn. Dịch trời, dịch trời. Dịch trời. Này, ăn dữ quá. Gào ăn dữ quá. Gào mày coi. Dịch trời, dịch trời. Nàng nghỉ quá hả? Trời ơi, đại ca chứ không phải đại tẩu đâu. Ăn xong rồi tẩu chạy trời. Trời đất ơi, nhìn chú á, tuổi cha tuổi chú của con luôn á. Mà ăn thiếu. Nhục ơ là nhục. Nhầm. Đẹp lắm nha. Thôi mọi người không có gì đâu. Mẹ cho tao xin lỗi nha. Đàn em tao nói vô lễ, nó không biết không cái gì đâu. Mà nói ông ăn thiếu hoài à. Mà lớn quá. Không, tao hiểu lắm. Cãi ông đi. Cảm ơn quý khách. Dạ. Ui. Xong ăn. Ngủ đóng cửa rồi ăn rồi về nha. Về nhà.
Ngon không mà em? Ờ, tính xong rồi. Này, em thấy không? Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng ổn, vui thiệt. Ổn thì ổn với anh thôi. Chứ mấy đứa bay thì đứa nào cũng chưa đâu ra đâu hết. Ừ, nuôi mà. Mà thiệt em cũng muốn giống như anh hai vậy á, nhượng quyền một cái system plot ở dưới quê em á, ngoài Bắc á. Mà đâu có đâu, chỉ làm ở miền Nam thôi được không mà. Đâu có. Vậy thì càng tốt chứ sao? Tại vì bây giờ hiện tại á, chiếc template đang muốn mở rộng tất cả các chi nhánh ra các tỉnh miền Bắc. Và đầu tiên là Hà Nội. Mà có anh hai? Ừ. Vậy được quá. Ủa khoan, từ. Sao mày nói giọng miền Nam mà đâu quê đâu ngoài Bắc? À quê ngoài Bắc, hồi nhỏ em sống ngoài Bắc. Ờ. Xong cái em vô miền Nam này. Với lại em tập nói giọng miền Nam để được đóng cho Pháp TV. Ừ. Cũng thành công. Ủa mày, tại sao tao không biết ta? Tao cũng coi Pháp TV nhiều lắm. Ừ. Có thành công nói chuyện miền Nam á, nói giọng miền Nam thành công chứ chưa được vô Pháp TV. Tại anh biết sao không? Đạo diễn Pháp TV á, nói em già tối quá, nhìn bần. Chứ anh coi anh biết rồi đó. Cái diễn viên với lại ekip Pháp TV toàn là sang sang không à, nhìn thời thượng lắm. Anh hai nhìn thấy liền, nhìn lên phía trước là thấy liền sang. Có không? Thiệt mà, nhìn ta sành điệu lắm. Fashion á. Tại vì anh cũng có coi Pháp TV, anh cũng biết. Trời ơi, rồi Vinh Dâu, Thái Vũ, Quỳnh Phương, rồi Duy Trần rồi kia là cũng thuộc dạng playboy, playgirl á. Thì kiểu vậy á, cho nên em bị chê. Em cái nói là anh hai nói đang là nói diễn viên thôi. Anh hai thử nhìn ekip coi, nhìn là sang. Sang chứ, trời ơi. Cho nên mỗi lần đạo diễn bên Pháp TV cũng cạo đầu cái ra tiền. Phải không? Không mà cái băng cổ băng người rồi, ông bị xương mà băng nhìn cũng sang. Ôi trời, băng mạ vàng hay gì đó, nhìn thấy xanh đó. Nghe mịn nhọt nói. Cỡ mà fashionista David Beckham đồ kia hay là Justin Bieber cũng phải học hỏi của anh đạo diễn bên Pháp TV mình đó. Bởi vậy em bỏ cái ước mơ đó rồi. Thôi coi như là bỏ ước mơ cũ, có ước mơ mới đi. Dạ. Con Cúc có ước mơ gì không? Có chứ. Em có một hoài bão lớn lắm. Ước mơ của em là trở thành ca sĩ. Nha sĩ cũng được, cũng được. Kiểu như làm răng thì có gì bên Phương. Bên Quỳnh Phương, bên Pháp TV á, có cái tiệm răng gì đó qua mà học hỏi. Trời ơi, ở đây là ca sĩ. Ca sĩ. Ca sĩ. Ca sĩ hả? Đó, em một ngày nào đó nha, em đã nhấn nhân nhân dấu. Em á hả? Em thì chắc cỡ tầm tuần sau em về em coi cái mặt bằng em liên hệ. Đi ra Bắc rồi có gì nữa để hỗ trợ nó, anh em hỗ trợ. Dạ dạ. Cái ca sĩ ủng hộ em chứ. Cái nào làm phải ủng hộ em nha. Trời ơi, ca sĩ hả? Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là lần thứ 3 mà Pháp TV đã hợp tác cùng với lại Chicken Plus. Và bật mí cho tất cả các bạn biết là đến thời điểm hiện tại thì Chicken Plus đã có 50 cửa hàng trên toàn đất nước Việt Nam. Với kế hoạch mở rộng thị trường tại Hà Nội thì Chicken Plus sẽ tặng cái gói hỗ trợ lên đến 99 triệu đồng. Chính vì vậy mà ai muốn khởi nghiệp thì chúng ta nhanh tay hãy đăng ký đi nha. Ấn tượng của tôi á, là khi mà đến Chicken Plus này á, là khi mình đặt cái món chính là mình sẽ được ăn kèm với những cái món phụ như là hạt bắp nè, salad nè, kim chi nè, rồi với lại những cái nước sốt mà rất là đặc trưng ở cái quán này luôn á. Thích cái cơm á, cái cơm mà giò giò gì giò với cái gì đó. Rong biển. Ồ trời, thơm ngon. Mọi người muốn biết thêm nhiều thông tin về Chicken Plus thì mọi người hãy truy cập vào fanpage Chicken Plus Việt Nam để biết nhiều hơn nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại ở tập sau và nhớ like và subscribe. Mình đồng thanh, mình phát lên cái đồ mình muốn nói. Ba, hai, rồi. Ba, hai, một.
xì ké. Phải chê em ra tấu sang chứ hai coi có tivi hai biết rồi. Đi người ta, chuyện người ta gì mình sang với. Kiểu mà vô quán muốn được họ vô quán cắn cái gà mình thôi hả? Trời ơi, gái nó cũng trời gái nó cũng vô quán gà mình cắn. Thiệt chứ. Anh hai cái đó là anh hai nói gì thôi. Anh hai tự nhìn để kiếm coi nhìn là sang. Sang chứ. Thôi. Để đó là được. Cạo đầu cái gà. Không mà đi. Cái băng cổ băng người đó không bị xương mà băng thì cũng sẽ. Ồ trời ơi, mà dài cái gì đó nhìn thấy rồi. Trời ơi. Trời. Giống như là lần đầu tiên em ngủ với bạn gái em. Nó đã lắm ha. Nó sướng lắm. I love you anh hai. Này cháu thịt chứ không cháu bím. Không phải là em không cố gắng đâu. Nhưng mà sống chết có số phú quý do trời mà chị. Dạ dạ. Dạ vậy chị. Dạ à, mình vô mổ chứ hả? Má, anh mới thấy cái lưỡi hái xẹt quá. Ông đoàn em ơi.